Xin chào tất cả các cô bác, anh chị và các bạn nhé. Hải Vân đang ở tại cơ sở 2 của Khỏe đẹp Thập thông Liệu pháp Thành phố Hồ Chí Minh đây. Hôm nay thì với là có ngày thứ hai mà khi mà vào cái lớp học mà đào tạo chuỗi và những người mà đi muốn làm nghề để áp dụng cái phương pháp về Khỏe đẹp Thập thông Liệu pháp này vào trong cái việc chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp. Thì hôm nay thì là sau khi mà vừa bây giờ là Vân vừa mới làm mà thực hành để cho các bạn ở trong lớp cảm nhận về những cái điều mà vi diệu từ Thập thông Liệu pháp, thì nán lại ở tận cuối cùng của chương trình đó là hai vợ chồng bạn Hoàng, đã cũng là những bạn mà cũng đã theo dõi cái phương pháp này từ từ trước đây rồi và cũng đã quyết định là trở thành là những người làm ở trong cái chuỗi này để mang những điều tốt đẹp từ phương pháp Thập thông Liệu pháp đến với cộng đồng. Và hôm nay là ngày thứ hai thôi là được chứng kiến những cái điều mà cô giáo hướng dẫn và thực hành, thì em Hoàng có thể chia sẻ là em đã đón nhận được những điều gì không? Dạ, chào cả nhà, mình là Hoàng. Sau khi mà Hoàng nghiên cứu và theo dõi cô một thời gian thì Hoàng có tham gia một lớp học, và sau khi mà được cô nắng lần đầu tiên thì đã quyết định là trở thành một thành viên của Thập thông Liệu pháp, tức là trở thành một cơ sở ở dưới Bình Dương. Và cũng ngày hôm nay thì bữa thứ hai và đã được chính cô Vân nắng cho mình hoàn toàn, là từ đầu từ từ trên đầu xuống dưới răng luôn. Thì đầu tiên là mình cảm thấy là cái khuôn mặt của mình nó hài hòa hơn rất là rõ sau cái lần nắng đầu, và xuống dưới mũi và miệng á, thì cười cái khuôn miệng của mình nó thoáng hơn. Và mình mỗi lần mà cô nắng á, ở cái trên cái gọi là trên cái khuôn mặt của mình á, thì mình cảm thấy nó giống như nó nhẹ cả nhà, giống như nó bị tắc ở đâu đó, và khi mà cô nắng thì nó thông thoáng, và mình cảm thấy là cái cơ thể của cái đầu của mình nó bớt đau hơn, tại vì em thường bị đau đầu á, do đầu em bị móp, đầu bị móp. Thế đằng sau người thấy tất cả các cái nét ở trên khuôn mặt mình nó có hài hòa, lúc trước nó có những phần nó bị nhô bị Dạ lệch đúng đúng rồi, không? hồi nãy cô làm chỗ này thì nó cảm thấy cái mắt nó bớt thâm, và cái môi nó bớt bị hô, và Lại cười nó cười nó bớt hở lợi, cả nhà có thể lúc trước nó cười hở lợi đó, đúng nụ không? cười của em bây giờ không còn hở lợi nữa. Và hai bên này lúc trước nó có các cái khoảng tối đúng không? Dạ Và cái đúng, phần trên này nó ngang ngang ra. đúng rồi ạ. Thế và các cái chỗ phần này nó không có được cái khóe miệng điệu điệu như này, ở dưới bờ môi mọng mọng này đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Đó. Nắng chỗ này nữa nè, thì em thấy là chỗ này nó không còn bị Ừ, móp luôn nữa, mà nó đây đều nó luôn, nó đều căng đặn đều luôn. luôn, thế là cái môi nó sẽ cong lên đó, nên Cái cảm lúc giác trước nó là cái phần răng này nó lại bị ngang ngang chỗ đúng rồi, này, nó nhưng bị bây giờ ngang, nó theo vào cái cung, nó cái form này trông là nó điệu đúng không? tròn lên. Dạ Đúng rồi. Thế còn mũi nữa. Chia vâng, sẻ về cái mũi. dạ mũi em bị gãy, thì lúc mà cô đẩy phần này đầu lên á, thì nó đã giảm cái phần gãy rồi, Cái và cô gồ chỗ này à là chỗ này thì cái là thấp nhưng gồ mà chỗ này thì gồ, nhưng chỗ này thì lại bị đi xuống. đúng rồi ạ, thì cô đẩy lên và bây giờ thì cái phần gồ nó đã hài hòa, tức là nó không còn bị thay đổi Nó nhiều nữa. vẫn vẫn còn chút xíu. Dạ Ừ, nhưng nhưng mà mà ý thế là là cũng nó hơi không có phấn bị khởi. gập xuống nhiều nữa rồi. Bởi vì cái chỗ Dạ này được nâng lên này, chỗ này được hạ xuống bớt này, và vâng cái chỗ đầu mũi này lúc trước nó bị xuống như này thì bắt đầu được nâng lên. vâng Mà trời ơi, cô làm cái gì mà em thấy nó êm ái đúng trong rồi, này. không không thấy đau đâu ạ. Lúc đầu xuống là nó sẽ rất là đau ấy, nhưng mà thật ra là không, mà đúng một lần đầu mà thế này thì thật sự rất là hiệu quả. Nếu như mà được làm nhiều hơn nữa thì chắc là sẽ đẹp nữa, Đấy. Bây giờ mới chỉ là có một ngày thứ lần nữa. hai, ngày thứ hai học, nhưng mà nó là buổi đầu tiên được chỉnh đúng không? Mới Vâng, chỉnh gọi là sơ bộ thôi, bởi vì ngày hôm nay là một khóa làm cho học cả phần lớp đầu mỗi thôi. người được một chút xíu để cảm nhận là xem là sau ít phút thôi thì có thấy là kỳ diệu không? Dạ Đó, thế nên là mỗi người được gọi là trải nghiệm chút đỉnh. Thế rất là phấn khởi đúng phần không? này nó phồng lên nè cô, Đấy, phần má nó được bầu lên, nó lúc không trước có ví bị dụ hõm má mà bị phẳng, dưới này nó bị hõm thì đúng rồi. được nâng đầy lên đó các Dạ bạn. Đó. Thế không phải là chỉ niềm vui nó không dừng ở đấy, dạ mà nhà này là bạn này lại được cái là đôi vợ chồng nó lại cúc cu. Cả hai vợ chồng cùng làm cùng một cái lĩnh vực. dạ Đấy thì hôm nay là hôm trước là đi học, thấy thích quá thì hôm nay là đưa luôn cả ông chồng đi học. vâng, Vậy anh chồng thì là đi học hôm nay là được chỉnh những cái gì nào đâu, anh xã của bạn Hoàng đâu, đây ra đây nào. anh đi qua đây luôn đi. Chia Đây, sẻ với các bạn nào. xin chào cả nhà. Đấy, em có thể giới thiệu em tên là gì Mình tên là Tuấn. nào, chỉnh cho thấp À, một tí cho điệu nào. Đấy. mình là chồng của bạn Hoàng. À, hôm nay mình có theo lớp học của cô Vân bữa thứ hai, và được cô nắn chỉnh cho từ trên trán, đầu, Đầu. rồi răng. Đặc biệt cái răng của mình nó bị hơi bị xiên qua một bên ấy, thì sau khi mà cô Vân nắn cho rồi á, thì nó đỡ xiên hơn. Với lại cái gia đình mình có biệt danh là gia đình hở lợi ấy, cười cười nó đỡ hơn rất là nhiều. Với lại cái răng của mình nó không đều á, khi mà cô Vân nắn xong thì cái khóe miệng mình khi cười nó có vẻ
rộng hơn. Nó được, là... được nhìn thấy nhiều răng, nước trước này nhìn thấy ít răng đúng không ạ? Thế với lại ở dưới này là nó bị hóp hai bên này. À, hai bên này, thế thì để không được nới ra là nó được đầy đặn khuôn mặt đúng không? Khi bé là bị nằm nhiều nghiêng hai bên này các bạn. Hai bên này thì dành cho cái đầu trên này nó dài ấy, và hai bên mặt nó bị nhỏ. Thế sau khi là mình làm cái bài lăn cán bột, như các bạn vẫn được biết, kể cả trên trang cá nhân của YouTube ấy, thì mình cũng tặng cái chương trình đấy cho các bạn có cái bài lăn cán bột ấy. Thì khi mà làm đấy thì cái đầu lăn nhẹ nhàng thôi, cái đầu nó tròn lại. Kể cả trên trán này mình lăn sang thì bắt đầu nó được nở sang cái phần trán này ra, cái khuôn mặt nó lớn hơn. Và khi mình nới ở bên này, hai bên này ở vùng cung hàm, ở cạnh góc hàm này ra một chút thì khuôn mặt nó đầy đặn. Này là ai gặp mà chả bảo à, chắc đạo này lên cân nha. Dạ. Yeah. Do là cái cười là cái miệng nó được thoải mái hơn đúng không? Dạ yeah, đúng rồi. Đó, thế thì tại em có thấy là cả cái chỗ dưới vùng mắt lúc trước là mình cái chỗ vùng này nó bị trũng này, mà nó bị thâm nhiều đúng không? Thế nhưng bây giờ nó đỡ hơn nhiều chưa? Dạ, nó cải thiện hơn cũng nhiều rồi cô. Ừ, đó. Thế bây giờ nghĩ là cứ cười được thoải mái như thế này, đầy đặn, đẹp trai hơn này, phải phấn khởi đúng không? Dạ. Thế và trong ngày hôm nay đấy thì cả hai vợ chồng em cũng được chứng kiến là các bạn ở trong lớp đều được chỉnh, thì em thấy như nào? Có rất nhiều các trường hợp khác nhau đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà em cảm nhận gì? Sau khi mà cô Vân đã chỉnh cho rất là nhiều cái bạn đang theo học ở lớp này, và có rất là nhiều trường hợp mà sau khi chỉnh xong, cái người được chỉnh wow lên, nó thay đổi, gọi là người ta sung sướng hả cô? Và em nhìn em cũng vui lây quá ạ. Và em cũng tự tin là sẽ theo học cái lớp này cho đến nơi đến chốn, và giúp đỡ cho thật là nhiều người hơn. Rồi, cũng chúc mừng em, bởi vì là với một cái phương pháp này á, mặc dù là cô nghiên cứu và cho đến nay vừa nghiên cứu và ứng dụng cho là đến là hơn 17 năm rồi, và khóa mình là khóa thứ 130, và tức là đã có hơn 5.500 học sinh, kể cả trực tiếp và online ở trên 13 nước trên thế giới. Nhưng mà vẫn còn rất nhiều người ta vẫn chưa hiểu là không hiểu làm sao mà cái đầu mà rắn mà cứng như thế, mặt miết cái răng riết cứng như thế mà có thể làm được. Thế nhưng mà đến khi làm thì lại còn không thấy bị đau đúng không? Yeah, đúng nhưng rồi. Mà lại cải thiện. Thì đó chính là cái kỹ thuật, là cái rất là quan trọng các bạn. Thế là mình làm đưa ra cái kỹ thuật mà các bạn học thấy toàn được dựa trên cái hình ảnh giải phẫu cơ thể người. Chứ mình không phải là làm mò, không phải làm lung tung đúng không ạ? Yeah. Đấy thì chúng ta là những người mà biết được cái phương pháp này có thể đem những điều kỳ diệu thế. Thì em thấy rằng cái việc mà cô nói rằng một ngày không xa, nếu mà nhiều người được biết đến lan tỏa cái phương pháp thì một ngày không xa, cả thế giới này sẽ không còn ai phiền muộn vì khuôn mặt không như ý nữa, và cũng sẽ không còn những người bị lệch lạc vẹo vọ ở trên người nữa. Thế em thấy điều đấy nó có còn là xa vời nữa không, hay là nó hoàn toàn có thể trở thành sự thực? À, những điều mà cô Vân vừa chia sẻ xong á thì mình cảm thấy là cái phương pháp này nó rất là hữu ích cho tất cả mọi người, và mình hy vọng là ai mà xem được video này thì hãy tham khảo và học hỏi từ cô Vân để cho cái những phương pháp này nó càng ngày càng được phổ biến hơn, và giúp cho thật như là nhiều người cải thiện được những cái khuyết tật, những cái không ưng ý từ khuôn mặt. Trên khuôn mặt. Em nghe nói là cả người đúng không cô? Cả người. Dạ. Rồi các bạn là trong ngày mai cũng sẽ được chỉnh cả người thế. Và hôm trước là các bạn cũng được xem ở trên chỉnh trên bạn Bình rồi đúng không? Bạn Bình đặc biệt bạn bị tai biến hai lần ấy. Thế nhưng bây giờ trên khuôn mặt của bạn là hoàn toàn khác, là một khởi sắc tràn đầy sinh khí và năng lượng. Đôi mắt có hồn. Đấy, đôi mắt có hồn luôn. Đấy. Đó. Rồi thế nào? Bạn Hoàng vào đây nữa nào? Đấy, đấy bạn này. Nên là các bạn cũng là rất là tâm huyết về cái khi mà đấy, thực sự là lúc trước là nghe nói và khám phá về trên video và trên coi như là các cái đoạn trên TikTok hay YouTube thì thấy là đã rất là thích rồi, nhưng mà thực tế khi được trải nghiệm này thì các bạn mới thấy rằng à, những điều đấy đúng là sự thực, và các bạn đã quyết định tham gia là trở thành những cái thành viên của chuỗi khỏe đẹp thập thông liệu pháp này để mang những cái điều tốt đẹp đến với cộng đồng. Thế chúc là các em là cả hai vợ chồng cũng như toàn thể các đội nhóm cùng cả lớp mình là học là quyết tâm quyết liệt, là phải đến là thành tài để có thể giúp cho được thật nhiều người được đón nhận những điều kỳ diệu này để giúp cho cộng đồng. Mục đích cô lớn cô nào là mình đang như thế. Yeah. Rồi xin cảm ơn tất cả các bạn nha. Rất là cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý lắng nghe. Và thập thông liệu pháp đúng là một món quà kỳ diệu mà cuộc sống đã trao tặng cho tất cả mọi người. Chúng ta hãy đón nhận nha. Tạm biệt.